có một cách mình làm cái trái gắt này nè mà có nhiều bạn chưa bao giờ biết thì khi mình mua cái trái gắt này về mình nấu sôi á mà nhà mình gia đình ít người thì mình nấu nó sẽ không hết hoặc là mình nấu có khoảng nửa trái thôi thì còn nửa trái thì mình bỏ đi thì rất là ổn thì hôm nay nhí sẽ chỉ cho các bạn cái cách mình xử lý cũng như mình bảo quản cái trái gắt này lâu mà nó không có bị mất màu bây giờ thì nhí xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp để mình tham khảo cái cách làm như thế nào nha Sáng nay thì nhí đi chợ mua được hai trái rắc. Thì để trái rắc có màu đẹp thì các bạn lựa chọn những cái trái nào mà chín mềm. Như vậy thì bên trong cái màu nó sẽ rất là đẹp nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng dao mình cắt ra. Thì với trái rắc này thì rất là quen thuộc với tất cả mọi người. Tuy nhiên cũng có nhiều người không biết được cái tính năng cũng như cái công dụng của cái trái rắc này nó như thế nào. Thì hôm nay nhí chia sẻ cho các bạn để các bạn biết với cái trái rắc này thì chúng ta dùng để làm màu để chúng ta nấu sôi nấu chè hoặc là chúng ta dùng để làm màu phẩm để chế biến cho những cái món ăn giống như làm bánh đồ chẳng hạn ngoài cái phần thịt của trái rắc thì cái phần hột cũng có nhiều cái giá trị dinh dưỡng rất là tốt cho sức khỏe chúng ta có thể dùng cái hột này chúng ta đem đi phơi khô rồi chúng ta gan lên cho thơm rồi chúng ta giả cho nó nhuyễn rồi chúng ta có thể dùng để ngâm rượu để so bóp nhức mỏi đồ cũng rất là hay nha các bạn sau khi mình cắt cái hai trái thì cũng rất là nhiều thì bây giờ nhí sẽ dùng một con dao thái lan nhỏ nè mình sẽ tách cái phần thịt cũng như cái phần hộp ra để coi cái số lượng nó còn được bao nhiêu thì còn được khoảng sáu bảy lạng đó các bạn thì cái hộp này nhí sẽ đem đi rửa lại các bạn mình sẽ đi phơi khô nha để bữa nào nhí mua một ít gụ mình ngâm để dành cái phần thịt này thì mình sẽ cho vào cái máy xay sinh tố để nhí xay thiệt là mịn luôn khi mình mình nấu sôi á, mình trộn như vậy thì nó rất là đều, cái sôi nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ thì nhí sẽ đi xay cho nó thiệt là nhuyễn luôn các bạn. Mình xay nó nhuyễn thì nó sẽ đẹp nha. Đây các bạn, nó mịn như thế này luôn các bạn, nhìn màu cực kỳ đẹp luôn. Và để bảo quản cái phần gất này nó lâu hư thì các bạn phải đung cái phần gất này cho nó sôi lên cộng với lại một số cái gia vị nữa như vậy thì mình bảo quản được ở khoảng một tháng 40 ngày là bình thường nha các bạn bây giờ mình sẽ cho ra một cái chảo nhỏ nè để cho cái phần gất này nó không có bị bay màu thì các bạn cho vào đây có khoảng một muỗng ăn canh rượu đế hoặc là rượu nếp cũng được nha miễn là rượu nha các bạn cộng thêm mình sẽ cho vào đây một ít muối và khoảng nửa muỗng ăn canh cà phê đường thì bây giờ nhí sẽ đun cái phần gất này nó sôi lên chỉ cần sôi lên là được nha các bạn mình không cần đun lâu nha mình đun lâu thì nó cũng sẽ bị mất màu nha các bạn khi mình nấu thì mình sẽ đảo đều lên để cho cái phần thịt gắt này nó được chín hoàn toàn như vậy thì chúng ta bảo quản được rất là lâu mà nó không có bị mất màu nha các bạn thì khi mình nấu sôi lên đều hết chín hết thì nhí sẽ tắt lửa và mình sẽ để cho cái phần gắt này nó nguội hoàn toàn sau đó thì mình mới cho vào những cái hũ nhỏ như thế này để mình bảo quản ví dụ các bạn nấu sôi cho gia đình ăn ở khoảng ba bốn người thì chúng ta có thể lấy một hũ như thế này mình nấu được khoảng nửa ký gạo là đủ cho cả nhà mình ăn rồi các bạn một hũ như thế này được khoảng 80 mươi gram và chúng ta có thể sử dụng cho khoảng nửa ký nếp nếu mình nấu nhiều thì các bạn có thể canh cái liều lượng cho nó phù hợp để khi mình nấu sôi lên cái màu nó được rất là đẹp nha và cái thời gian bảo quản cái gốc này được từ 30 đến 45 ngày, có thể là hơn nữa các bạn. Nếu các bạn yêu thích cái video này thì à, nhớ nhấn like. Bạn nào chưa nhấn nút đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Nhí. Và Nhí cũng chúc cho tất cả các bạn thực hiện cái cách bảo quản này thật là thành công. Còn bây giờ thì Nhí xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Bye bye các bạn.